Sau màn cãi chem chẻm, Xuân Lan tôi, Hà Anh không đội trời chung. Sau khi chương trình The Next Gentleman lên sóng, Xuân Lan và Hà Anh liên tục chiếm spotlight vì những màn khẩu chiến để chọn thí sinh. Cả hai nữ siêu mẫu không ngại đối đầu và dùng nhiều từ ngữ khó nghe nói chuyện với nhau. Chân dài sinh năm 1978 khẳng định không đội trời chung với đàn em. Trong trailer mới nhất của chương trình Quý ông Hoàn Mỹ, ba huấn luyện viên và thí sinh tiếp tục nhà hàng một cuộc cạnh tranh đầy gay gắt. Lần này, các quý ông sẽ được thử thách đi catwalk trên bập bênh. Lần đầu tiên dụng cụ này được sử dụng để đưa vào vòng thi, tạo độ khó cho cuộc thi. Tại đây, các quý ông sẽ phải giữ thăng bằng hết mức có thể và phải bước đi đầy tự tin. Tuy nhiên, điều này không hề dễ dàng, nhiều người đã lao khỏi bập bênh vì quá khó. Tiếp theo đó, thí sinh mỗi đội sẽ được thử thách đi trên tàu điện, địa điểm để diễn ra buổi chụp ảnh vô cùng mới lạ, thu hút người xem. Tuy nhiên, sau những thử thách, đội Hà Anh bất ngờ bị chê. Một thí sinh chia sẻ, ba đứa có kinh nghiệm nhiều nhất lại bị chê nhiều nhất. Nữ siêu mẫu liền đáp, ai bị chê, các cụ nhà mình vẫn nói là nhiều khi đàn gảy tay trâu. Cô nàng phản ứng khá gay gắt với vị huấn luyện viên, đã nhận xét không hay về đội mình. Ở một diễn biến khác, Xuân Lan thẳng thắn chia sẻ với team của mình. Xuân Lan và Hà Anh là hai cái tên không đội trời chung. Hà Anh tiếp lời, không phải đến mức người ta tát mình má phải thì mình phải chìa má trái ra, mình phải tránh đi thôi, để người ta tát hụt rồi mình làm việc của mình. Siêu mẫu sinh năm 1978 dặn dò thí sinh, đừng để người ta so sánh cái màu của mình với màu team Hà Anh. Các bạn diễn theo đúng kiểu người mẫu thì các bạn là Hà Anh thứ hai. Có thể thấy, trong những chương trình thực tế đều có những drama. Tuy nhiên, Hà Anh và Xuân Lan là hai huấn luyện viên dám thẳng thắn nhắc đến đối phương mà không ngại chê bai cũng như xem thường đối thủ ra mặt. Vào tập trước, hai vị huấn luyện viên cũng đã khẩu chiến ác liệt. Hà Anh cho biết, tại sao phải mặc, không cần phải thay đổi, ai cũng nhảy xôn xôn lên, ai cũng giống nhau thì còn gì là đặc biệt. Ngay lập tức Xuân Lan phản pháo, có tri thức thật sự sẽ không dùng từ xôn xôn để đâm chọt người khác. Ở họp báo ra mắt của chương trình, Xuân Lan cũng đã choảng với đàn em. Tất nhiên học trò ai thì người đó nhớ, làm sao tôi đọc tên học trò của Hà Anh được. Và xem coi, bây giờ những học trò của Hà Anh đang còn ở các vị trí vedette của sàn thời trang hay không thì đếm tên ra thôi. Đối thủ cũng không vừa, chị không nhớ không có nghĩa rằng họ không tồn tại, thế nên cho tri thức của mình rất hạn chế, không nên nói những gì mà mình không biết, chưa biết hoặc chưa nhớ và khẳng định mình là người duy nhất trên đời này. Trên đời này có rất nhiều vấn đề, nhưng đây là câu hỏi của Hà Anh. Cho đến hiện tại, chỉ có Hương Giang là đang bị lép vế bởi hai đàn chị, không chỉ có chiến thuật mà những drama cả hai tiền bối đều cân tất. Liệu nữ ca sĩ chuyển giới sẽ làm như thế nào để đưa team mình nổi bật hơn và có chiêu gì để giành chiến thắng trong thời gian tới? Chỉ vừa lên sóng, nhưng Quý ông Hoàn Mỹ đã ngập drama. Huấn luyện viên nào sẽ xuất sắc đưa team thí sinh của mình trở thành quán quân năm nay?